Ở bên Rạng Đông thì là cũng là đơn vị uy tín, mình rất là thấy là an tâm về sử dụng và giới thiệu cho khách hàng các cái công trình của mình. Thì mình đánh giá cao về cái dịch vụ chăm sóc khách hàng và cái hậu mãi sau khi lắp đặt sản phẩm. Thì đấy là mình rất là quan tâm, tại vì cái công nghệ này mới, nó đang vẫn là cái mới để cho người dân của mình để tiếp xúc. Thì nhiều khi nó còn nhiều bỡ ngỡ và không, nghĩa là xử lý nó không tốt. Cho nên là cần đội ngũ chăm sóc khách hàng là cái quan trọng để hướng dẫn ban đầu. Thì mình đánh giá cao cái dịch vụ của bên mình. Nhu cầu cuộc sống bây giờ đang phát triển, như các cái đô thị mình hay làm các công trình của mình ấy, thì các cái đô thị lớn thôi. Cho nên là cái du nhập về những cái công nghệ cao và những cái tiện ích trong nhà và các cái công trình sử dụng là cái điều tất yếu. Vì Rạng Đông đã làm được đấy thì mình đánh giá cao cái sản phẩm bên mình. Các cái bên của mình rất là nhiệt tình, có nghĩa là có thương hiệu lớn với quốc gia. Cho nên là các cái bạn sẽ gặp rất nhiều sản phẩm của Rạng Đông khắp mọi nơi. Cho nên là cái đội ngũ với cả nhân viên rất là nhiệt tình và chăm sóc rất tốt. Mình đánh giá cao về vấn đề đấy.